Mến chào anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nút nhé. Em đang chạy ở đây là con đường nhựa Đức Thuận, cổng chính đi vào khu đô thị Cát Tường, Phú Sinh. Và hướng em đang chạy ra hướng tỉnh lộ 9 anh chị nhé. Hôm nay Biển Xanh chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình trên mặt tiền con đường nhựa Đức Thuận này một lô đất ngang 5m dài 50, đất thổ cư sổ hồng riêng có sẵn và giá là 2.950.000 là bao trọn gói sang tên. Vị trí ngày hôm nay nó nằm gần sát bên tỉnh lộ 9 luôn. Và trên con đường nhựa Đức Thuận này thì rất nhiều công ty, nhà xưởng đang hoạt động và là hướng đi vào khu đô thị Cát Tường, Phú Sinh. Cho nên vị trí lô đất ngày hôm nay rất là tiện lợi để anh chị mình kinh doanh, buôn bán hoặc là xây phòng trọ cho thuê anh chị nhé. Và nó nằm ngay gần sát bên tỉnh lộ 9 luôn. Ngang 5 dài 50, một lô đất hướng đông, thổ cư 100% sổ hồng riêng, giá là 2.950.000 là bao trọn gói. Quý cô chú anh chị và các bạn mình quan tâm thì hãy kết bạn Zalo qua số 0377304018. Biển Xanh sẽ dẫn mình xem đất thực tế anh chị nhé. Một lô đất hướng đông mát mẻ. Và vị trí lô đất ngày hôm nay đã tới rồi anh chị. Từ bên cái ranh hàng gạch mình đo sang trái là 5m và dài sâu xuống phía sau là 50. Đất gò cao ráo bằng đường, ngang 5 dài 50, giá là 2.950.000 cho vị trí này anh chị nhé. Một vị trí rất là tiện lợi để anh chị vừa ở vừa kinh doanh buôn bán hoặc là xây phòng trọ cho thuê. Chạy ra phía trước 100m là đường tỉnh lộ 9 rồi. Còn hướng ngược lại là mình đi vào khu dân cư, khu đô thị Cát Tường, Phú Sinh. Đây gọi là đường nhựa Đức Thuận, đường đi vào khu đô thị Cát Tường, Phú Sinh anh chị nhé. Giá là 2.950.000 cho vị trí hôm nay, ngang 5m dài 50, đất phun thổ cư, sổ hồng riêng. Thuộc ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hành Bắc, Đức Hòa, Long An. Anh chị và các bạn mình quan tâm vị trí này thì hãy kết nối Zalo số 0377304018. Em dẫn mình xem đất thực tế anh chị nhé. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.